Ở tập trước của bộ phim Linh hồn các Skibidi Titan thì Ultra Speakerman cùng với Upray Cameraman và Upray TVman đã bị chết. Hồn ma của họ đã bị giam cầm dưới địa ngục. Tuy nhiên, họ chán trường nên đã xuất hiện và đánh bại một giám ngục và sau đó trốn lên trần gian. Không bao lâu, họ cuối cùng cũng đã tìm lấy những cái xác cũ của mình và nhập vào đó, hồi sinh lại. Tuy nhiên, binh đoàn giám ngục vô cùng tức giận và nhanh chóng trồi lên trần thế để truy giết họ. Và rồi một lần nữa, cơ thể của họ đã bị đánh tan xác, linh hồn họ lại bỏ chạy. Tốt rồi, nhưng mà cơ thể của chúng ta bị lũ giám ngục đó đánh cho tan tành rồi, chết tiệt. Vậy thì làm sao chúng ta có cơ hội hồi sinh lại chứ? Bình tĩnh nào hai cậu. Trước tiên, chúng ta phải tránh xa lũ giám ngục đó ra. Nếu không ngay cả cơ hội quay lại trần gian cũng không có đâu. Nhìn kìa, dường như có một con thuyền đang chạy trên cát. Chúa Tể ơi, sao Chúa Tể lại chết mất tất kỳ tử rồi bỏ đi chúng con chứ? Chúa Tể ơi. Nhìn kỹ hơn dường như là một đám quái vật ba đầu thì phải. Trước đây chúng ta từng giết chết một con. Nào, hai cậu nhanh chóng tới đó xem thử bọn chúng đang làm cái gì đi. Chúa Tể ơi, đang yên đang lành sao ngày lại kêu chúng con đi thu thập cơ thể của những Skibidi Titan rồi cắt bộ phận cơ thể của hắn gắn lên người ngày làm gì để bây giờ ngày mất mạng như thế này? Cái gì kia? Chết tiệt, thì ra cái lũ quái vật ba đầu này được Chúa Tể của bọn chúng sai đi ăn cắp xác của chúng ta. Hèn chi mà lần trước bọn chúng đấu với lũ quái vật đầu lo để tranh giành xác của chúng ta. Khốn kiếp, vậy thì bây giờ nhân cơ hội này tiêu diệt sạch sẽ luôn bọn chúng đi các cậu. Tiến lên, giết bọn chúng nào. Là những linh hồn quái quỷ tấn công chúng ta. Mày kiếp, chúng định cướp xác của Chúa Tể chúng ta hay sao? Mau, tan cản bọn chúng lại. Chết đi, lũ quái vật ba đầu khốn kiếp. Bọn ta tới đi để báo thù, giết chết chúng mày, chứ không thèm ăn cắp cái thứ gì của chúng mày cả. Chúng ta đã chết rồi mà chúng mày cũng không để cho chúng tao được yên. Chúng mày lấy xác của bọn tao để làm gì chứ? Thì ra chúng mày chính là linh hồn của bọn Skibidi Titan. Chúng mày đã chết rồi, cần xác làm gì chứ? Bọn tao lấy xác của chúng mày để cho Chúa Tể của bọn tao cắt xẻ mổ ghét những bộ phận của chúng mày lên cơ thể của ngài ấy để ngài ấy có thể mạnh giống như là chúng mày trước đây. Chết đi lũ khốn kiếp. Được rồi các cậu, tiếp tục lên đường tìm cách để hồi sinh lại nào. Khoan, con đã Ultra Speakerman. Đây không lẽ là tên Chúa Tể của lũ quái vật ba đầu đó đã sai bọn chúng ăn cắp xác của những Skibidi Titan đồng loại chúng ta về để cắt xẻ lắp ghép lên cơ thể của hắn? Nhưng sao hắn lại chết bất đắc kỳ tử thế này? Không lẽ những bộ phận cơ thể của đồng loại chúng ta không tương thích với cơ thể của hắn? Này, Upray Cameraman, vậy thì sao chứ? Thôi được rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường đi tìm coi có cơ thể của những Skibidi Titan khác nào hay không. Chúng ta sẽ nhập xác, hồi sinh lại lần nữa. Từ từ đã, tôi có một ý tưởng vô cùng táo bạo. Hai cậu mau lên đây đi, nhanh lên. Hai, có chuyện gì nữa? Cậu định làm gì với cái xác của tên Chúa Tể quái vật này chứ? Tại vì chúng ta cực khổ tiếp tục hành trình đi tìm cơ thể của những Skibidi Titan khác và không biết nhập hồn vào cơ thể của họ có phù hợp với chúng ta hay không. Thì bà chúng ta hãy sử dụng cơ thể này đi. Tôi thấy cơ thể này trông thật kỳ quái. Nếu thành công, chắc chắn nó không phải là dạng vừa. Cậu nói cái quái quỷ gì vậy? Upray Cameraman, bộ cậu đã chết hóa thành linh hồn. Cậu bị điên luôn à? Chết tiệt, chúng ta làm sao mà có thể nhập hồn vào cái thứ quái vật này chứ? Hai cậu nghe rõ đây, bây giờ chúng ta chỉ là những cái linh hồn vất vưởng mà thôi, không phải như trước đây nữa đâu. Mà thích làm gì thì làm. Bây giờ chúng ta có rất ít cơ hội. Đây là một trong những cơ hội quý báu, chúng ta phải tận dụng nó. Nào, hãy tin tưởng ở tôi và chúng ta cùng nhập xác vào trong đây đi. Nhanh lên nào. Cậu điên thật rồi đó Upray Cameraman. Được rồi, vậy thì ba chúng ta vào chung một cái cơ thể này liệu có chật chội lắm không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng chúng ta hãy thử đi, có còn hơn không? Nào, hai cậu sẵn sàng nhảy vào trong đó thôi. Chúng ta có thể điều khiển cái xác này đứng dậy được rồi.
Wow, trông nó thật là kinh tởm. Chúng ta thành công rồi. À đúng rồi, kể từ nay chúng ta sẽ gọi cái thực thể tổng hợp này chính là Chi Titan. Được rồi các cậu, mau nhanh chóng điều khiển để cho nó di động và coi sức mạnh của nó là như thế nào đi. Wow, nó có thể chiếu ánh sáng của TV Man, bắn ra laser của camera Man và những đòn chém tấn công của Speed Command tôi đây. Thật là lợi hại quá đi. Này, ba linh hồn vất vưởng của lũ Skibidi Titan kia. Hả? Là lũ giám ngục. Chạy thôi. Khoan, chúng ta bây giờ đã có cơ thể mới rồi. Cơ thể Chi Titan, chúng ta sợ gì bọn chúng nữa. Quay lại đối đầu với bọn chúng đi. Ba linh hồn chắc tiệt kia, mà thoát khỏi cái xác của tên chúa tể quái vật đó đi. Theo bọn ta về địa ngục chịu tội. Được rồi các cậu, sẵn sàng đối đầu với bọn chúng chứ. Lũ khốn kiếp giám ngục, các người dai như đĩa, các người đã bám theo bọn ta tới đây. Vậy thì bọn ta sẽ không chạy nữa. Hôm nay bọn ta sẽ quyết sinh tử với các người. À, các người thật to gan. Vậy thì ta sẽ phá hủy cái cơ thể chúa tể yêu tinh này, rồi lôi đầu ba linh hồn các người ra ngoài. Không ai rồi các cậu ơi. Tôi không thể điều khiển cái cơ thể của tên quái vật này được nữa rồi. Hắn bị làm sao đó? Sao tay chân hắn bị bủn rủn thế này? Mau, điều khiển hắn chạy thôi. Tôi nghe thấy có tiếng kêu của thứ gì đó. Trời đất ơi, là tiếng đánh trống trong bụng của hắn. Dường như cái thân xác của tên chúa tể yêu tinh này đang rất đói. Mẹ kiếp, hàng chi hắn chẳng có sức lực nào để chống lại lũ giám ngục cả. Khoan, dừng lại đã hai cậu. Nhìn kìa, có những cái xác. Hả? Những cái xác thì làm sao chứ? Thì chúng ta đã nhập hồn vào trong cơ thể của con yêu tinh khổng lồ này rồi. Thì chúng ta phải ăn thịt để nuôi dưỡng cái thân xác của nó chứ. Chứ nếu không, lấy đâu năng lượng, lấy đâu sức mạnh để chúng ta chiến đấu? Hả? Tôi hiểu rồi. Được rồi các cậu, điều khiển nó ăn thịt của những con khỉ khổng lồ này đi. Hả? Có sức lực lại rồi. Các người có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi binh đoàn giám ngục bọn ta đâu. Mau chịu đầu hàng đi, nếu không tội của các ngươi càng ngày càng nặng. Mẹ kiếp, cái lũ đĩa này đã bám tới đây rồi. Các cậu, bây giờ chúng ta sẽ không chạy nữa. Chúng ta đã hồi phục lấy cái cơ thể Chi Titan này rồi. Đến lúc nghiền nát bọn chúng, cho bọn chúng biết sức mạnh của cơ thể mới chúng ta là như thế nào. Tiêu diệt bọn chúng nào. Chết hết đi lũ khổ kiếp. Hay quá, thật là lỗi hại. Chết tiệt, ba linh hồn khổ kiếp đây, các người dám giết chết thành viên của binh đoàn giám ngục à. Bây giờ tội của các người không thể nào tha thứ. Bọn ta sẽ cho hồn của các người tan thành mây khói. Hả? Vẫn còn thêm một đội quân giám ngục khác nữa à? Khổ kiếp, vậy thì các người hãy tới đây hết đi. Các người xuất hiện bao nhiêu, bọn ta sẽ tiêu diệt các người bấy nhiêu. Vậy thì chúng ta hãy bật chế độ tàn sát, giết sạch bọn chúng nào. Các cậu mau sử dụng khả năng tối đa đi. Sử dụng hết kỹ năng của chúng ta tích hợp vào trong con Chi Titan này. Mẹ kiếp, lũ linh hồn Skibidi Titan. Các người đã đi quá xa rồi đó. Mau dừng lại, các người giết chết bọn ta, các người sẽ bị trời chu đất diệt đó. Nói cho các người biết, bây giờ bọn ta chẳng sợ gì cả. Bọn ta gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Bọn ta sẽ là chúa tể của cái vùng đất này. Còn các người hãy mau biến về địa ngục đi. Mãi mãi đừng bao giờ trồi lên đây, đòi lấy mạng của chúng ta. Các người hãy giảm diệt bọn ta. Thần linh chắc chắn sẽ tìm các người, thánh gia sẽ thịt các người. Chết đi những cái thứ giám ngục khốn kiếp này. Các người không có quyền phán xét và bắt ai cả. Kể từ nay, số phận của bọn ta là do bọn ta quyết định. Hay lắm các cậu, đến lúc rồi chúng ta sẽ xây dựng đế chế mới ở thế gian này, và tất cả muôn loài sẽ quy phục dưới chân của anh em ta.